Xin chào nha, giới thiệu cho anh em chiếc Tiba 125 mẫu lớn đời bơ đĩa nha. Xe đẹp luôn, máy rất là êm nha. Đời này bơ đĩa luôn nha. Tiba 125 mẫu lớn đời bơ đĩa nha, xe rất là đẹp. Đầy đủ giống như trong video luôn. Xe này mẫu lớn nha anh em, máy rất là êm. Đường xi là còn rất là đẹp nha. Đời qua thân đĩa nha, mâm đũa nha. Cái này là mẫu lớn luôn, 125 hai máy nha, mẫu lớn. Giá của nó là 35 triệu nha, 125 mẫu lớn nha anh em. Ví dụ này rebel này tìm rất là khó, phải đi tỉnh mua mới có. Giá cả nó không có như lúc trước. Xe này rất là đẹp luôn. 125 mà được mẫu lớn luôn, ba thân đĩa luôn. Máy ơi, máy lên chưa rớt đầu, chưa làm gì hết. Nước xi, nước đồ rất là đẹp. Đời bi đông lớn nha, cục lớn luôn. Đời này phục trước phục lớn, bi đông lớn luôn. Anh em nào mua thì liên lạc cho em số điện thoại là 0369 nha, 669, 659 nha. Hoặc địa chỉ là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú nha. Bên em bán xe rất là uy tín nha, nên anh em nào mua xe thì ghé mua ủng hộ giùm em nha. Một 125 mẫu này đời này rất là đẹp nha, đời 21-22 gì đó, em quên để ứng tỷ. Mẫu này rất là đẹp, mẫu này nó lớn á. Anh em nào mua rồi thì đăng ký, anh em nào chưa đăng ký kênh bên em thì đăng ký kênh nha, để theo dõi nhiều xe bên em hơn nha. Còn anh em nào bấm đăng ký rồi thì bấm like hoặc chia sẻ giùm em nha, để em cảm ơn anh em rất là nhiều. Mẫu này 125 mẫu lớn nè, rất là khó tìm luôn. Lúc trước hay về mẫu này nhưng mà là sau này rất là hiếm. Kiến hậu kiến đồ đầy đủ hết nha. 125 mẫu lớn, màu đỏ đen nữa, nhìn rất là đẹp. Máy móc nguyên ri, để em bán tiếng máy nổ anh em nghe sơ tiếng máy đi, tiếng bồ cho nó hay. Tiếng bồ này, tiếng bồ rất là hay nha. Máy rất là êm luôn. Máy cực kỳ hay luôn, nó ồn luôn 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 rất là hay. Rất là hay. Máy nổ này cực kỳ nè. Nó vẫn còn nổ máy nha anh em. Nên anh em nào mua thì thấy đẹp thì chốt giá em nha, để em giữ xe lại nha. Giá của nó cực kỳ dễ thương, giá 35 triệu thì B125 mẫu lớn, xe 3 đĩa, đời cao 2011 nha. Tiếng máy còn nổ luôn á, rất là êm. Vỏ nó còn rất là tốt.
quay video cho tới tiếng máy nổ mà em quên đó, nên thành nó là tay em bọc rồi, rất là đẹp luôn nha. Rồi xin phép tắt máy nha. Một 125 mẫu lớn, giá 35 triệu. Ai mua thì liên lạc cho em hoặc chốt giá em, số điện thoại là 0369 669 659, hoặc địa chỉ là 262 đường Văn Anh, phường Tân, quận Tân Phú nha. 125 mẫu lớn, xe đời 3 tháng đĩa. Anh em bấm đăng ký kênh để theo dõi video sau em đưa lên một chiếc rebel 150 nha, cũng đời 3 tháng đĩa nha. Anh em có gì bấm đăng ký kênh đi để theo dõi bên em video sau em sẽ đem đưa lên một chiếc rebel 150 đời 3 tháng đĩa, xe mà đỏ đen cũng rất là đẹp luôn, máy rất là êm nha, em chưa có đưa lên được vì số lượng mà đưa video lên nó rất là hiếm nha, nên em không có đưa lên nhiều được. Anh em cứ bấm đăng ký kênh đi để theo dõi video sau em sẽ đưa lên một chiếc rebel 150 kết nước đời 3 tháng đĩa. Còn anh em nào đăng ký rồi thì bấm like hoặc chia sẻ giùm em nha. Bấm like hoặc chia sẻ giùm em. Em định đeo video lại hồi sáng chưa, nhưng mà trời mưa quá nên em không có ấy được. Xe này là mới lấy về luôn nha. Anh em nào mua xe bên em rồi thì nhờ anh em chia sẻ hoặc là giùm em nha. Em cũng có thấy nhiều anh em bình luận nên nó cũng hơi quá đáng, nên có gì em có gì sai thì mong anh em bỏ qua. Chứ em thấy nhiều cái bình luận em thấy nhiều bình luận ấy quá, ai cũng không thích. Bên em bán xe là thiện chí, vui vẻ. Anh em nào tới mua xe rồi sẽ biết. Còn xe bên em về là bên em dọn rửa ráy sạch sẽ, canh chỉnh ruồng ruồng, bên em mới bán ra nha. Còn xe cũ nếu có gì thiếu sót thì anh em về bổ sung thêm. Rồi, em xin chào tạm biệt anh em nha. Hẹn anh em video sau một chiếc rebel 150 nha. Anh em nào thấy hay thì bấm chia sẻ hoặc đăng ký kênh bên em nha. Để theo dõi video sau em sẽ đưa nhiều xe đẹp lên để có tinh thần để ấy. Rồi, chào tạm biệt anh em hết nha.